Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì Tuyền vừa giới thiệu cho tất cả các anh chị và các bạn, nhà mình xong một chiếc Kia K3 đời 2014 ha. Thì tiếp tục ngày hôm nay thì sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, giá mềm mà phải nói là cực kỳ lành tính luôn các anh chị, Ford EcoSport ha. Chiếc này là bản Titanium đời 2015, mới đi có 47-48 ngàn km thôi các anh chị. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 435 triệu. Nếu mà nói về EcoSport thì hiện tại Tiền đang còn một chiếc số sàn đời 2019 màu bạc các anh chị, mới đi có 17 ngàn km thôi, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc đó thì bên Tiền đang bán với giá là 458 triệu ha. Thì bên Tiền chiều nay là bên Tiền chuẩn bị về thêm một chiếc đời 2016 nữa màu cam. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe nãy Tiền vừa giới thiệu mọi người thì cứ liên hệ với Tiền, Tiền sẽ gửi thông tin chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe nhé. Xe này thì được sở hữu nước sơn là màu trắng ha các anh chị ha. Xe này chất xe cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Nước sơn ở đây Tiền thấy cũng có trầy xước nhẹ nhẹ ha các anh chị ha. Tuy nhiên một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% được ha. Trầy xước hay là giảm tút ra một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết ha các anh chị ha. Rồi, xe này thì biển 60, Bình Dương 60A 87243 ha. Nhưng mà xe này gốc từ gốc qua Sài Gòn các anh chị, cho nên nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn á, mình lấy chiếc này thì mình vẫn tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha. Rồi cho các anh chị nhìn cận phần nước sơn giùm Tiền ha. Ở đây thì Tiền thấy có trầy xước nhẹ ở những cái phần nhựa như thế này nè các anh chị. Đây, ở đây cũng có hơi xước nhẹ phần nước sơn này. Cái này mình để thì mình xài thôi, không có vấn đề gì hết ha. Còn nếu mà các anh chị nào mình thích dặm lại á, thì Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị dặm lại nha. Còn không thì Tiền sẽ bớt cho các anh chị tí xíu. Đây, phần nhựa nè. Phần cản phía trước là phần nhựa này thì dễ bị trầy xước lắm các anh chị. Còn những cái mối nối thì cũng rất là khít ha. Đây, cực kỳ khít. Đó. Rồi, mình kiểm tra lớp nha. Đây, độ gây gió ha các anh chị ha. Xe này thì anh chủ lên hai cái vỏ trước rồi nha các anh chị. Còn hai cái vỏ sau thì hai vỏ zin theo xe. Độ gây gió Tiền thấy còn rất là sâu á. Vỏ này vỏ cơm hô ha. Đây, đách vỏ nè các anh chị. Vỏ tuần thứ 19 của 2021 nha. Mâm xe này thì cũng không có một vết trầy xước nào luôn, chỉ có dơ thôi, tại do xe này mới về Tiền chưa có vệ sinh, vậy là Tiền quay cho mọi người xem luôn á. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 12 của năm 2022 ha, còn rất là dài. Ở đây thì có dán phim cho mình rồi nè các anh chị, có trang bị cho mình luôn cái bệ bước ha. Đó. Rồi. Cho các anh chị kiểm tra phần keo chỉ nha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đây, ốc chân cửa phía trước nha. Ốc chân cửa phía trước nè. Nguyên zin ha. Rồi, ốc chân cửa phía sau nha. Không có dấu hiệu tháo mở ha các anh chị ha. Nói chung là bên Tiền nói không với xe lỗi nha. Rồi, mình đi tiếp ra phía sau nha các anh chị nha. Xe mới về chưa có vệ sinh gì còn dơ lắm luôn á các anh chị, nên là các anh chị thông cảm nha. Rồi dưới này thì có trang bị cho mình 4 cảm biến lùi và một cái cam lùi các anh chị. Đó, cho các anh chị nhìn cận phần gầm giúp Tiền luôn ha. Gầm thì còn rất là ngon lành, sạch sẽ, không vấn đề gì hết. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nó thì tầm khoảng 6,5 lít các anh chị, 6,5 lít ha. Rồi, đây. Xe mới về Tiền chưa có vệ sinh, chưa có hút bụi nên là nó còn hơi có dính phần bụi tí xíu ha. Rồi đây, đồ nghề nha các anh chị nha. Con đội dưới này ha, tay quay. Đó, còn đầy đủ nha. Rồi, Tiền đóng lại ha. Rồi cho các anh chị kiểm tra phần ốc cốp và keo chỉ cốp ha. Xe bên Tiền khi mà bán ra thì có bảo hành thêm cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Đó, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Đó, rồi thì đóng lại nha. Rồi, mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nha. Rồi, xe thì được trang bị ghế da với tông màu đen viền đỏ ha các anh chị ha, chỉ đỏ nha. Chất da Tiền thấy còn rất là mới nè, rất là cũng rất là phẳng á, cũng không có bị gấp gãi hay trầy xước gì nhiều hết. Đó,
Trần thì trần nguyên bản ha, có anh chủ có trang bị cho mình hai cái màn hình gối đầu ở phía sau nữa các anh chị. Sàn thì sàn simili nhé, sàn thì sàn simili nè đó. Hai cái ghế phía bên bên tài và bên phụ á thì có phần hơi nhùng, có phần hơi nhùng một tí, còn ở phía sau thì còn rất là căng ha. Rồi ok, rồi trước tiên thì nhìn giùm tiền phần vô lăng trước ha. Vô lăng này tiền thấy còn rất là mới nè, không có bị trầy xước hay là hao mòn nhiều gì hết nha. Mình nhìn vào những cái chi tiết nhỏ vậy thôi mình cũng biết là xe mà nó đi nhiều hay là đi ít ha các anh chị ha. Ở đây thì nó có hao mòn tí xíu ở chỗ này nha. Rồi nhìn đồng hồ giùm tiền luôn, 47.242 km ha các anh chị ha. Tắp lô cũng không có bị trầy xước gì hết, cũng còn rất là nhám các anh chị. Bên này thì có trang bị thêm cho mình một cái màn hình nữa nè. Rồi đó các anh chị nhìn sơ phần nội thất phía này giùm tiền ha. Dưới này là cổng sạc 12V, cổng USB ha. Trên này thì có trang bị cho mình một cái cửa sổ trời nữa, bản Titanium là có cửa sổ trời nha các anh chị nha. Còn bản số sàn thì nó không có. Đó, rồi tiền đóng lại ha, cửa sổ trời thì còn hoạt động rất là tốt luôn. Đó, thì ở tầm giá loanh quanh 400 cho tới 450 triệu thì các anh chị sẽ lựa chọn một chiếc xe mà đời cao số sàn, hay là một chiếc xe đời hơi sâu sâu một xíu mà số tự động đầy đủ tiện nghi thì nhớ để lại cho tiền comment bên dưới ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha. Quan trọng vẫn là động cơ ha các anh chị ha. Rồi đây, trước tiên thì nhìn giùm tiền phần ốc của nắp capo ha, keo chỉ capo nè, ốc của nắp capo nguyên zin, keo chỉ nguyên zin đấy, tem mác vẫn còn ha. Rồi nhìn sơ vào phần máy giùm tiền ha, xe bên tiền mới vừa lấy về chưa có vệ sinh nên là cái khoang máy nó còn hơi dơ, các anh chị nhà mình thông cảm nha. Nhưng mà tiền sẽ ưu tiên quay những chiếc xe mà mới vừa về như thế này để các anh chị biết được tình trạng xe nó như thế nào ha. Đó, nếu mà các anh chị nào mà mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn nếu mà mình muốn chắc nữa thì mình mang ra hãng mình test là chắc nhất ha các anh chị ha. Rồi thì tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì đây là chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2015, mới đi có 47.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 435 triệu. Giá để tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn nếu như mà các anh chị nào mà mình ở tỉnh xa mà mình chưa có thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp được nè, hoặc là sợ dịch không dám lên, thì có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên tiền đi, sau đó mình sẽ chuyển khoản đặt cọc trước cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tới tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe nha. Nếu đúng những gì bên tiền cam kết, đúng những gì bên tiền làm video thì khi đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và tiền sẽ hỗ trợ các anh chị là sẽ ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại gần nhà các anh chị luôn. Đó cho nên là hỗ trợ các anh chị tối đa luôn ha. Và xe này 2015, nếu mà các anh chị nào ở các tỉnh lân cận Sài Gòn thì tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình vay được tầm khoảng chắc 65% á các anh chị. Thì nếu mà các anh chị có nhu cầu vay thì cứ liên hệ tiền để tiền sẽ tư vấn cho các anh chị ha. Và ngoài ra thì nếu mà nói về xe 5 chỗ thì bên tiền có rất là nhiều các dòng xe 5 chỗ khác nhau. Giá thì nó bắt đầu tầm khoảng 200 mấy triệu thôi cũng đã có xe rồi các anh chị. Nếu như mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe như thế nào thì cứ liên hệ với tiền để tiền sẽ tư vấn cho các anh chị lựa chọn một chiếc xe phù hợp nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền nha. Đừng quên cho tiền xin một like và một lượt đăng ký ha, để những cái xe nào mà mới nhất bên tiền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.